Chào mọi người, mình là Poseidon và rất vui khi được gặp mọi người trong cái clip về nhận định thị trường vào cuối tuần. Thì như mọi người đã biết thì tuần trước là chúng ta đã cùng nhau chứng kiến một cái đợt gọi là sụp đổ khá là mạnh mẽ của thị trường. Thì nó liên quan đến cái sự kiện đó là FTX bị phá sản và cùng với đó là kéo theo rất là nhiều các cái tổ chức và các cái quỹ đầu tư bị ảnh hưởng. Thì trong tuần trước thì chúng ta sẽ cùng nhau review lại cái nhận định thị trường của tuần trước ha. Thì tuần trước chúng ta chỉ có nhận định thị trường là thiên hướng đó là sideways sau cái sự sụp đổ. Thì trên thực tế thì giá ở trong cái khung ngày và khung 4 giờ thì mọi người có thể thấy là nó đã thể hiện được cái sự sideways đó trong cái range giá là từ 16.200 cho đến 18.000. Thì mình đang mở trên cái màn hình của mình đó là cái biểu đồ Bitcoin khung ngày. Thì anh em có thể thấy là những cái nến trong nguyên tuần trước, những cái ngày tuần trước thì nó đa phần nó ở dạng đó là doji với cái vùng bóng nến, hai bóng nến trên và bóng nến dưới thì nó tương đối là nhỏ và cái thân nến thì hầu như là không có thân nến. Thì cái dạng nến như thế này nó đã thể hiện rằng lực bán và lực mua hiện tại nó đang khá là cân bằng. Và chính vì vậy thì tuần trước là chúng ta đa phần là đứng ngoài và quan sát thị trường chứ sẽ không có những cái kèo trade nào nó mang tính gọi là có cái lợi nhuận tốt cả. Thì có một cái trong tuần trước thì mình chỉ cho anh em một cái signal duy nhất đó là liên quan đến cái token đó là DIDX. Thì anh em có thể quan sát ha, để mình mở cái chart DIDX ra. Thì cái DIDX thì sở dĩ mà mình call cái kèo này là bởi vì liên quan đến FTX là một cái sàn tập trung thì nó đã gây gọi là một cái sụp đổ và sử dụng sai cái tiền của người dùng. Chính vì vậy DIDX là đang được FOMO khá là nhiều bởi vì đây là một cái sàn phái sinh phi tập trung và người dùng hoàn toàn tự quản lý tài sản của họ trên các cái ví on-chain. Chính vì vậy thì mình đã call anh em long DIDX khi mà giá nó điều chỉnh. Thì anh em đợi một chút, mình mở cái biểu đồ ra ha. Thì đây là một cái lệnh trade mà lợi nhuận nó khá là tốt. Đây anh em có thể thấy là trong tuần trước khi mà DIDX đạt cái vùng là 2.5 á thì mình có call một cái lệnh mua khi mà giá điều chỉnh về khoảng từ 2 đến 2.1 thì sau đó cái biên lợi nhuận chúng ta đạt được là cũng từ 15 cho đến 25%. Thì đây là cái kèo trade duy nhất có lợi nhuận trong tuần trước của CoinStar Trading. Rồi, tiếp tục quay về câu chuyện nhận định thị trường tuần này thì sao? Thì như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu với khung tuần. Thì khung tuần nếu như hôm nay là chủ nhật và 7 giờ sáng mai thì nến khung tuần nó sẽ đóng. Thì anh em có thể thấy là sau một cây nến giảm rất là mạnh của tuần trước á, từ vùng hơn 21.000 về cho đến 16.000 á, thì cái nến tuần này nó đang đóng ở cái dạng đó là màu xanh, tức là có lực mua. Tuy nhiên lực mua này khá là yếu, đúng không ạ? Thân nến rất là nhỏ và như mình đã nói, nếu mà chúng ta phóng nhỏ ra trong các khung thời gian nhỏ hơn là khung ngày và khung 4 giờ thì đây chỉ là cái sự sideways. Cái sự sideways này theo mình nó có thể kéo dài trong tuần sau bởi vì hai ngày lễ của tuần sau là cuối tuần sau thì Mỹ sẽ bước vào cái lễ gọi là kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Chính vì vậy thì theo mình là sẽ không có cái động lực nào để cho Bitcoin nó phá vỡ cái range giá này. Thì nếu như anh em vẫn muốn trading trong cái thời gian này thì anh em có thể lựa chọn cái phương pháp đó là trade trong một cái range giá, tức là chúng ta kênh mua ở các cái vùng support của cái vùng sideways và bán ở các cái vùng resistance, tức là kháng cự của cái vùng sideways. Thì mình thiên theo cái plan short hơn tại vì hầu như mọi cái tin tức ở trên thị trường hiện tại nó đang khá là xấu cho crypto. Thì anh em có thể đợi giá nó quay trở lại từ vùng 17.500 cho đến khoảng 18.000 và hình thành lên những cái setup bán như là hai định thì chúng ta có thể entry short ha. Thì đây là một cái plan scalping mà anh em có thể nghiên cứu để vào lệnh trong tuần sau. Rồi, chúng ta sẽ nói thêm một chút về Bitcoin Dominance. Thì Bitcoin Dominance hiện tại trong khung tuần ha, Bitcoin Dominance thì thường chúng ta chỉ quan tâm đến dài hạn thôi, thì nó đang ở một cái ngưỡng gọi là hỗ trợ trong khá là nhiều lần rồi, thì đang ở cái ngưỡng gọi là hơn 40%. Thì nếu như thời gian tới Bitcoin nó đi đúng như nhận định trong dài hạn của chúng ta, tức là còn có thể đâm tiếp về cái vùng là 12 đến 13.000, thì theo mình thì Bitcoin Dominance ở đây nó sẽ bật tăng. Lý do là khi Bitcoin giảm thì đa phần dòng tiền từ các cái way hay là các quỹ đầu tư thì người ta sẽ bắt đáy Bitcoin trước thay vì là sự đổ vào altcoin. Thì chính vì vậy Bitcoin trong thời gian tới nhận định của mình nó sẽ bật lên từ vùng hỗ trợ này, đạt mức khoảng 50%, sau đó tạo ra các cái mô hình fail breakout và giảm. Thì anh em có thể thấy trên biểu đồ thì khi mà Bitcoin Dominance này giảm thì đó chính là thời điểm mà altcoin season nó có thể xảy ra. Thì cái điều này nó có thể xảy ra vào khoảng
đầu năm sau, đầu năm 2023, thì đây là cái thời điểm mà anh em mới nên tập trung để chúng ta mua altcoin. Rồi. Ok, còn về altcoin mà nó gọi là nó có khả năng nó pump mạnh trong cái thời gian tới ấy, thì trước đây mọi người nói khá nhiều về CHZ và DEDIT, nhưng mà theo mình thì DEDIT sau cái tín hiệu trade tuần trước thì hiện tại chúng ta không nên mua nữa. Và tương tự như vậy CHZ cũng vậy, tại vì lý do là CHZ thì nó pump chủ yếu là nhiều cái tin liên quan đến Gold Cup thôi. Và bây giờ khi mà Gold Cup nó đã gần tới rồi thì theo mình là chúng ta không nên mua vào CHZ tại thời điểm này nữa. Thì mình có quan sát khá nhiều altcoin và mình thấy là có một altcoin đang tích lũy khá là tốt. Thì dĩ nhiên cái sự sideway này nó có thể kéo theo đó là bùng nổ theo hai hướng là pump hoặc dump. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy dòng tiền nó đang tích lũy mua vào cái đồng altcoin này, đó là People. Thì riêng People anh em có thể kênh mua dài hạn nhá. Cái này chúng ta phải đợi thôi, tại vì nó đang ở giữa một cái range giá nó không tốt cho chúng ta mua. Thì chúng ta có thể đợi nó quay trở về cái vùng 0.013 đến 0.015 thì chúng ta có thể entry mua spot và chúng ta hold. Thì đây là một cái kèo mà mình nghĩ là anh em nên cân nhắc, tại vì dĩ nhiên trong sideways chúng ta chưa biết rõ xu hướng. Tuy nhiên khi mà nó về cái vùng hỗ trợ giới này này, thì ví dụ trong trường hợp mà chúng ta có stop loss á, thì cái stop loss chúng ta rất là ngắn và cái tỷ lệ risk and reward chúng ta khá là tốt cho cái kèo này. Thì đây là cái tín hiệu mà anh em có thể set alert ha. Anh em có thể set alert cho giá People quay trở lại cái vùng 0.013, 0.015 thì anh em có thể entry more spot. Rồi, thì còn những cái tín hiệu khác và những cái cập nhật khác thì mình sẽ thường xuyên mình post lên Coinstamp Trading. Chính vì vậy anh em đừng quên là follow Coinstamp Trading để mà bắt kịp những cái xu hướng của thị trường. Phần tiếp theo thì mình sẽ điểm qua một chút về những cái tin tức vĩ mô. Thì có nhiều người dự đoán đó là trong cái tháng 12 sau á, thì Fed, cái khả năng tăng lãi của Fed nó chỉ là 0.5%. Thì thực tế thì cái này rất khó để mà chúng ta nhận định chính xác được. Bởi vì như anh em thấy, mặc dù Fed đã tăng lãi rất là nhiều, tuy nhiên là cái lạm phát nó vẫn chưa được cải thiện một cái triệt để. Chính vì vậy là chính bản thân cái Fed, người ta khi mà người ta đưa ra nhận định thì người ta cũng thừa nhận là người ta vẫn đang gặp khó khăn trong cái công cuộc gọi là điều chỉnh cái lạm phát, và có thể cái tỷ lệ lãi suất nó còn tăng nhiều hơn trong thời gian tới. Vì vậy anh em cũng nên cẩn thận. Trong tuần sau á, thì như mình đã nói thì nửa cuối tuần sau thì Mỹ người ta sẽ nghỉ cái lễ tạ ơn. Chính vì vậy chúng ta chỉ quan tâm đến khoảng đầu tuần thôi. Thì mình theo cái lịch tin tức của kinh tế thì ngày 23 tháng 11 sẽ có một số cái tin tức khá là quan trọng liên quan đến có thể ảnh hưởng đến lãi suất sau này. Đầu tiên đó là cái tin vào lúc 20:30 theo giờ Việt Nam anh em nhé, ngày 23 tháng 11 thì Mỹ nó sẽ công bố cái chỉ số đó là đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Thì tại sao cái đề nghị trợ cấp thất nghiệp nó lại quan trọng? Tại vì khi mà tỷ lệ thất nghiệp nhiều á, thì có nghĩa là nền kinh tế nó đang phát triển chậm và thiếu ổn định. Thì khi đó Fed có thể phải cân nhắc cái việc đó là ngưng tăng lãi suất để mà kích thích lại nền kinh tế. Ngược lại khi mà tỷ lệ thất nghiệp nó giảm đi á, thì đây có thể là cái cơ sở để mà trong tương lai Fed đưa ra những cái quyết định lãi suất cao hơn. Bởi vì khi mà tỷ lệ thất nghiệp ít á, thì có nghĩa là nền kinh tế nó vẫn đang hoạt động tốt. Rồi, thì đây là một chỉ số mà anh em cần phải quan tâm nhá. Tiếp theo thì khoảng 22 giờ thì sẽ có một cái tin tức liên quan đến doanh số bán nhà mới. Thì tương tự như cái chỉ số thất nghiệp thôi, thì doanh số bán nhà nó cũng là một cái chỉ số khá là quan trọng. Bởi vì cái tình hình bất động sản thì nó liên quan trực tiếp đến cái tình hình nền kinh tế và cái lãi suất của ngân hàng. Khi mà cái doanh số bán nhà này nó thấp đi so với dự đoán á, thì có nghĩa rằng là cái lãi suất đang quá cao và người mua nhà đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để mà mua các bất động sản. Thì Fed có thể căn cứ vào cái này để ra những cái quyết sách liên quan đến lãi suất của mình. Và cuối cùng là 22:30 thì sẽ có một cái công bố liên quan đến dự trữ dầu thô. Thì dự trữ dầu thô thì cái số lượng dự trữ dầu thô của Mỹ nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá dầu, từ đó cũng quyết định đến lạm phát. Đây là ba tin tức quan trọng nhất mà theo mình là anh em nên theo dõi vào trong tuần sau. Còn sau đó, những cái ngày sau đó thì Mỹ sẽ nghỉ lễ. Chính vì vậy là mình nghĩ rằng trong tuần sau thì từ những cái nhận định liên quan đến phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản thì mình nghĩ là trong tuần sau thị trường vẫn sẽ đi trong sideways trong một cái range giá, và chúng ta khó lòng mà chờ đợi được một cái gì gọi là mang tính đột biến ở thị trường. Thì anh em vẫn có thể trade như mình nói, nhưng hãy nên cẩn thận và điều chỉnh cái volume một cách phù hợp hơn để mà tránh những cái rủi ro trong cái thời điểm sideways này. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong cái clip tiếp theo.